Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người món mứt xoài dẻo nhé mọi người. Ở đây mình có hai quả xoài này, mình chọn xoài sống nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ đi gọt vỏ xoài trước nhé. Ở đây mình chuẩn bị sẵn một tô nước muối loãng này để ngâm xoài vào cho cái xoài của mình nó không bị thâm ấy. To quá, quá to. Xoài mình đã gọt vỏ xong rồi nhé mọi người. Cái tô kia nhỏ quá, không đủ để đựng. Quả xoài này to quá. Sau khi gọt vỏ xong như thế này thì rửa sơ qua nước muối. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình thái thành từng miếng một nhé mọi người. Thái quả to này trước đi. Xoài mình đã thái ra từng miếng như thế này nhé mọi người. Mọi người thái xong thì vắt luôn vào cái chậu nước muối loãng của mình nhé, để cho cái miếng xoài của mình nó không bị thâm ấy. Cái xoài này của mình nó không chua mấy mọi người, nó hơi ngọt ngọt. Tí nếu như mà mọi người muốn nó có thêm vị chua chua ngọt ngọt thì lúc xên mình có thể cho thêm nước cốt chanh vào nhé mọi người. Bây giờ ngâm nước muối như thế này 5 đến 10 phút nhé mọi người. Rồi mọi người chuẩn bị sẵn cho mình một cái nồi nước sôi nhá, để mình đi mình trần sơ qua cái miếng xoài. Mình cho vào cái nồi nước sôi này một thìa cà phê muối nhé mọi người. Mình trụng nước sôi với muối này để cho cái miếng xoài của mình nó được dẻo hơn nhé mọi người. Để lúc xên cho miếng xoài của mình nó ít bị nát đấy, nó không bị nát đấy. Sau khi trần được 3 phút thì mình có thể vớt cái xoài của mình ra được rồi nhé mọi người. Mọi người đem xoài trần xả dưới vòi nước lạnh cho đến khi nào mà cái miếng xoài của mình nó nguội hẳn thì thôi nhé. Xoài của mình sau khi xối nước lạnh cho nó nguội thì bây giờ mình sẽ tiến hành ướp đường nhé. Ở đây mình cho đường vào đi đã. Mình sẽ cho vào đây 400g đường nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ đảo đều nó lên. Bây giờ mọi người ướp cho đến khi nào mà đường nó tan hết ra thì mình bắt đầu mình đem đi mình xên nhé. Trong cái lúc ướp thì mọi người nhớ thỉnh thoảng mọi người đảo đều lên để cho cái miếng xoài của mình nó được ngấm đều đường á. Xoài của mình sau khi ngâm đường được 3 tiếng thì nó đã tan rồi mọi người. Bây giờ mình có thể đem xên được rồi nhá. Rồi bây giờ đem xên nha. Trời, chiều nay nắng quá mọi người. Chiều nay rất là nắng luôn đấy, mọi người thấy không? Hơi bị nắng luôn đấy. Rồi, đặt chảo lên. Lúc đầu mọi người cứ để lửa hơi lớn một tí nhá, để cho cái nước đường của mình nó sôi lên, rồi bắt đầu mình sẽ giảm lửa xuống từ từ. Rim cái này là phải chịu khó một tí, nó hơi tốn thời gian mọi người. Cái chảo mứt của mình nó bắt đầu nó sôi lên rồi này mọi người. Bây giờ mình sẽ hạ lửa xuống một tí nữa nhá. Cái này mình cứ hạ lửa xuống dần dần nhá mọi người. Xoài này thì mình lúc mình xên xoài thế này thì mình chỉ chở thế này thôi để tránh cho cái miếng xoài của mình nó không bị nát nhá. Mình chỉ chở thế này thôi chứ mình đừng có đảo. Lúc mà nước đường nó còn nhiều thế này thì thỉnh thoảng mình chở đi chở lại như thế này để cho nước đường nó ngấm vào mấy cái miếng ở trên cùng như thế này này. Khi nào mà nước nó cạn gần hết thì bắt đầu mới chở nhiều. Bây giờ thì thỉnh thoảng mình chở một lần thôi để cho nước đường này nó ngấm mấy miếng ở trên là ok rồi.
Cái mứt của mình xên được nửa tiếng rồi nhé mọi người. Nước nó bắt đầu nó rút bớt rồi này. Mọi người nhớ đảo những cái miếng ở dưới đáy lên trên nhé. Này, cái bữa nay mình xên hơi nhiều. Nếu như mọi người muốn nhanh mà tránh cho cái mứt của mình nó không bị nát thì mọi người xên ít một thôi. Cái này mình xên hơi nhiều. Đấy, mọi người đảo những cái miếng ở dưới đáy lên này. Cái miếng mứt của mình bắt đầu nó đang trong lại rồi đấy. Lúc này thì cũng nhẹ tay thôi. Mình chỉ đảo thế này thôi chứ không... Mình chỉ lật cái miếng mứt thế vậy thôi chứ đừng có đảo. Đảo là nó nát mấy ngày luôn đấy. Lửa nhỏ xuống nhé mọi người. Mọi người nhớ cho lửa nhỏ xuống. Cái nước đường của mình nó bắt đầu nó keo lại rồi nhé mọi người. Bây giờ nếu như mọi người thích ăn nó chua chua nước nốt thì có thể cho thêm vào đây một ít nước cốt chanh nhé mọi người. Ở đây mình cho vào đây 2 thìa rưỡi nhé. Mình có vắt thêm một ít nữa nước tắc vào đây nữa cho nó thơm mọi người ạ. Tại cái xoài của mình nó ngọt cho nó không có chua, nên là mình sẽ cho thêm vào đây để nó chua ngọt ngọt nốt nốt đấy. Bây giờ mình sẽ chở cái miếng xoài đều lên để cho nó ngấm đều nhé. Cái miếng xoài của mình bây giờ nó trong lại rồi này. Cái mứt của mình xên được 1 tiếng rồi nhé mọi người. Cái nước đường bắt đầu nó cạn hết rồi này. Lúc này mọi người vặn lửa nhỏ xuống hết cỡ nhé. Lúc này mình phải đảo. Lúc này mình phải chở nhiều để cho nó không bị cháy ở phía bên dưới nhé. Nó chỉ còn một ít nước đường ở phía bên dưới này thôi này. Mọi người cứ xên đến khi nào mà nó rút hết cái nước đường này vào cái miếng xoài là ok. Đảo những cái miếng ở dưới lên, chở những cái miếng ở dưới lên. Mình xên thêm 5 phút nữa thì cái nước đường của mình nó đã cạn như thế này rồi nhé mọi người. Cái này mình xên thêm mấy phút nữa là được nhé. Cho nó rút hẳn vào trong cái miếng rút hẳn vào trong cái miếng xoài của mình là được. Nhẹ tay thôi không mà nó nát mất. Kéo đây, nước đường của mình nó rút hết rồi này. Khô hết rồi đấy. Cái nước đường của mình nó rút hết vào trong miếng xoài thì bây giờ mình có thể bắt ra được rồi nhé mọi người. Mọi người chuẩn bị cho mình một cái phên nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ xếp cái xoài của mình lên cái phên này. Cái này mình chỉ cần phơi một nắng là được nhé mọi người, không cần phải phơi nhiều đâu. Xoài thì mình đã xếp xong ra phên như thế này rồi nhé mọi người. Nếu như mọi người thích ăn cay thì có thể rắc lên đây một ít muối ớt nhé. Ở đây mình có một ít muối Tây Ninh. Mình giã nhuyễn xong rồi mình sẽ rắc lên đây. Bây giờ mình sẽ đem đi mình phơi nắng nhé mọi người. Mứt này thì mình chỉ cần phơi một nắng là được rồi. Đây là cái dĩa mứt xoài mà mình đã phơi được một nắng nhé mọi người ơi. Sau khi phơi được một nắng thì cái xoài của mình nó đã rất là dẻo rồi nhé. Mình chỉ cần phơi một nắng là đủ thôi nhé mọi người. Khi mà phơi thì mọi người nhớ lật cái mặt, nếu như có rắc muối thì nhớ lật cái mặt còn lại lên để mình rắc muối cho nó đều hai mặt nhé. Xoài của mình sau khi phơi nắng thì ăn nó rất là thơm, dẻo, có vị hơi mặn mặn và cay cay của cái muối ớt mà mình rắc vào đấy. Nhìn rất là ngon nhé mọi người, ăn rất là thơm nhé. Rồi, chúc mọi người thành công với món mứt xoài nha. Hẹn mọi người ở video sau nhé. Bây giờ mình ăn thử một miếng xem nó như thế nào nhé. Mời mọi người nhé, mình ăn thử một miếng xem nó như thế nào. Ăn rất là dẻo mọi người ạ.
nó có thêm cái vị mặn mặn cay cay của cái muối ớt mình cho vào ấy, ăn rất là hợp, rất là ngon nhé mọi người. Mình ăn miếng nữa nhé, ngon lắm mọi người ạ. Dẻo thơm, giòn giòn. Rồi.